Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine thừa nhận sẽ gặp khó trong việc tuyển quân ra tiền tuyến. Trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển tân binh khi Kiev đang tìm cách đối phó với tâm lý mệt mỏi trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine sẽ gặp khó trong việc huy động lực lượng tham gia chiến sự với Nga, Mikhail Poloniak, Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Zelensky thừa nhận và nói thêm rằng Kiev dự định thay đổi chiến dịch tuyên truyền để thu hút thêm tân binh trong tương lai. Trở lời phỏng vấn trên truyền hình Ukraine hôm 8 tháng 12, ông Pololiak được yêu cầu bình luận về đoạn video ghi lại cảnh các quan chức Ukraine và một phòng tập gym ở miền Tây Ukraine. Toàn bộ những người đàn ông có mặt trong cơ sở này đã nhận được thông báo nhập ngũ. Các hoạt động tuyển quân tương tự cũng diễn ra trong trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng trong những tháng vừa qua. Ông Pololak đã bảo vệ cho chiến dịch tuyển quân và cho rằng có một số công dân Ukraine muốn sống trong một quốc gia tự do nơi bạn có thể cư xử theo ý mình nhưng không muốn bảo vệ các quyền mà bạn thích. Ông cảnh báo cuộc sống của người dân sẽ thay đổi nhanh chóng nếu nga giành được chiến thắng. Ông Pololak cũng cho biết Kyiv có ý định thay đổi chiến dịch tuyên truyền để tăng cường nỗ lực tuyển quân. Ông giải thích rằng điều đó phụ thuộc nhiều vào việc liệu chính phủ có thể thuyết phục được những người không thực sự hiểu cuộc xung đột là gì và hậu quả tiềm tàng là gì. Nếu nó không được kết thúc theo đúng cách, Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 tới 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn quân dịch. Tháng 8 năm nay, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Theo nhà lãnh đạo, một cuộc điều tra liên quan tới các cơ quan tuyển dụng cho thấy dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức quyền, làm do bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên bất chấp lệnh cấm thời chiến. Vào cuối tháng 11, ông Zelensky đã tiết lộ một kế hoạch huy động quân dịch phức tạp nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Alexei Danilov, thư ký hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine, cho biết Kiev đã ký hợp đồng với các công ty tuyển dụng để có thêm nhân lực tham chiến. Trước đó, quan chức này cho biết trong cuộc xung đột với Nga, mọi công dân Ukraine phải tham chiến hoặc thực hiện nghĩa vụ. Nỗ lực của Kiev nhằm giải quyết vấn đề nhân lực diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công từ tháng 6 của Kiev đang chứng lại. Nga nói rằng Ukraine không giành được bất cứ thành tựu nào đáng kể trên tiền tuyến, nhưng lại chịu thiệt hại lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần qua cho biết Kiev đã mất hơn 125.000 binh sĩ trong 6 tháng tổng lực phản công, đồng thời cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp khí tài cho Ukraine chỉ làm cho chiến sự kéo dài. Quốc hội Bulgaria qua mặt Tổng thống chuyển 100 xe bọc thép cho Ukraine. Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu bác quyền phủ quyết của tổng thống để khôi phục thỏa thuận cung cấp 100 xe bọc thép cho quân đội Ukraine sử dụng trong chiến sự với Nga. Quốc hội Bulgaria bác quyền phủ quyết của tổng thống Rumen Radev với tỷ lệ bỏ phiếu 162/55 theo hãng thông tấn BTA. Đầu năm nay, Bộ nội vụ Bulgaria và Bộ quốc phòng Ukraine đã thỏa thuận chuyển xe bọc thép đã loại biên và không còn sử dụng của Sofia cho Kiev. Thỏa thuận này được Quốc hội Bulgaria phê chuẩn nhưng bị Tổng thống Radev phủ quyết hôm 4 tháng 12. Tranh luận trước Quốc hội, những nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận nhắc lại rằng Bộ Nội vụ Bulgari không còn sử dụng số phương tiện bọc thép nói trên và chúng sẽ hữu ích hơn khi được dùng để bảo vệ biên giới Ukraine. Các chuyên gia của Bộ Nội vụ xác nhận rằng những phương tiện này đã trở nên thừa thải ở Bulgari. BTA dẫn lời nghị sĩ Valentin Radev, Bulgari sẽ bảo vệ an ninh quốc gia tốt hơn khi giúp đỡ Ukraine, ông nói. Nhưng những người chỉ trích thỏa thuận cho rằng số xe bọc thép nói trên vẫn cần thiết cho việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Bulgaria. Nghị sĩ Kostatin Kostatinov còn nói rằng thật xấu hổ khi Sofia không những tặng đồ miễn phí cho Ukraine mà còn cung cấp phương tiện vận chuyển. Bulgaria, thành viên NATO và Liên minh châu Âu đã tụt lại so với nhiều đồng minh trên phương diện công khai ủng hộ Ukraine. Các chính đảng thân Nga đang chiếm thiểu số tại Quốc hội Sofia từng cố gắng ngăn cản viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Quốc hội Bulgaria vì đã bác quyền phục quyết của ông Radev. Thỏa thuận của Sofia chuyển xe bọc thép cho Ukraina diễn ra khi dòng chảy viện trợ quân sự nước ngoài dành cho Kiev bắt đầu dao động, theo nghiên cứu được Viện KIO công bố gần đây. Nghiên cứu trên chỉ ra rằng quy mô của các cam kết viện trợ quân sự mới dành cho Kiev đã giảm 87% so với thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 so với các khoản viện trợ được giao cùng kỳ năm 2022. Nga hạ nhiều cứ điểm tiến vào Adipskà từ hai sườn. Quân đội Nga đang hạ các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở hàng chục khu vực, tiến về phía trước. Quân đội Nga đang hạ các vị trí lực lượng vũ trang Ukraine ở hàng chục khu vực tiến về phía trước bằng các trận chiến. Những thành công của Nga đã được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine công nhận. Bác Stepovoy, Nga đã thành công dọc theo hai vành đai rừng hướng Ojetino và Novokalinovo. Mũi xung kích đột phá xa nhất đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở độ sâu tới 430 mét các trận giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc theo tuyến đường sắt. Tại khu vực các cơ sở xử lý chất thải, quân Nga tấn công theo hướng tây nam, tiến sâu tới 150m, phát triển rất nhanh về phía Adipski, Kokoskim. Tại khu vực công nghiệp phía đông nam Adiska, binh sĩ Nga đã chiếm được chỗ đứng và đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới. Lần này, họ hướng tới khu vực dân cư tư nhân. Trong khi đó, những trận giao tranh theo vị trí đang diễn ra ở phía bắc làng Ivuska 2, lực lượng vũ trang Ukraine với sự yểm trợ của xe tăng đã cố gắng phản công nhưng đã bị chặn đứng. Không những thế, bộ binh Nga còn tận dụng tình thế có lợi để truy kích và đã tiến sâu tới 230 mét. Các trận chiến cũng tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Pervomysk và khu vực Nevensk. Giao tranh dữ dội tiếp diễn ở các mặt trận khác. Kênh Ryber đi tin, khu vực Statovo và Kremenia, với tâm điểm là Liman, giao tranh đã được kích hoạt đáng chú ý trong tuần trước Nhiệm vụ trước mắt của quân đội Nga là loại bỏ đầu cầu của Ukraine ở bờ sông Zerebes. Việc Nga tiến quân từ sườn phía Bắc, từ rãnh Zurabska rất phức tạp do tính chất của địa hình. Vì vậy, cuộc tấn công phát triển từ Dnipro về phía Teni và Sampolovska. Họ cũng đang tiếp tục dọn dẹp phần phía Tây của Brasranin. Giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô Jalapet các đơn vị Ukraine đang cố gắng giành thế chủ động bằng cách sử dụng các nhóm xung kích từ Lữ đoàn Cơ giới 67 và Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 12. Các trận chiến đang diễn ra từ sườn phía nam của rừng Sebiansky. Chiến tuyến đã thay đổi kể từ mùa thu. Các nhóm biệt kích riêng lẻ của Ukraine đã tiến đến vùng ngoại ô Dibora, vì vậy Nga đang giành lại các vị trí đã mất trong các cuộc phản công. Bất chấp việc Nga đã được kích hoạt ở khu vực này, Cuộc tấn công quy mô lớn vẫn phức tạp do các công sự bê tông kiên cố do Ukraine thiết lập ở khu vực Toskoy, Serebrianskoy, Jampons. Nếu khả năng loại bỏ đầu cầu của Ukraine dọc theo hữu ngạn sông Zerebes là khả thi, thì một cuộc tấn công vào Liman sẽ yêu cầu phải vượt sông và dọn sạch tất cả các vùng lãnh thổ cho đến hồ chứa Oskoy. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sẽ đòi hỏi nguồn nhân lực và nỗ lực nghiêm túc của Nga. Theo hướng Soledad, với tâm điểm là Bakhmut, quân đội Nga tiếp tục giành lại các vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraine trước đây đã chiếm được trong quá trình chuyển đổi các đơn vị Wagner sang các đơn vị chính quy của quân đội Nga. Ở sườn phía Bắc, Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía đông của Bodanovska. Các đơn vị tiền tiêu nằm cách những ngôi nhà đầu tiên 100 mét Song song với đó, từ vùng ngoại ô phía tây nam của Dubovo, Vasilevska, một cuộc tấn công đang phát triển theo hướng Gigrovska về phía tây bắc hướng tới Orekovo, Vasilevska. Nga đang chiến đấu giành rãnh Kudin, ngăn cách lực lượng của họ với một khu định cư gần đó. Ở phía nam, Nga đã hoàn thành việc dọn dẹp vườn ươm Valiansovsky, một căn cứ kiên cố vững chắc của Ukraine. Đồng thời, tiến triển cũng được ghi nhận từ Kromov, quân đội Nga đã kiểm soát khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine trên sân tập ô tô Việc dọn dẹp các Dacha, nhà nghỉ mùa hè và SNT, khu nghỉ dưỡng, nằm ở phía tây nam Bakhmut vẫn tiếp tục. Các đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh số 4 của lực lượng vũ trang Nga đang san bằng chiến tuyến về hướng Krasnoy và Klitschivka nơi sau khi chiếm được điểm cao 215,7 một ngày trước đó, lữ đoàn đặc biệt 346 bắt đầu tấn công các tuyến đường tiếp cận của Ukraine và chuẩn bị cho mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc ngôi làng. Nhưng để kiểm soát được sườn phía Tây Nam, lực lượng Moscow cần phải chiếm các điểm cao nằm ở phía Tây Nam và cái gọi là sườn núi Kletchivsky. Trong trường hợp tiến công và kiểm soát thành công sườn núi, việc khôi phục các vị trí gần Andripka sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Đối với cuộc tấn công vào Chasuzha, còn rất nhiều việc phải làm. Hướng phát triển có thể từ Bodanovska và Grigorovska, nhưng những trận chiến vẫn chưa bắt đầu. Và sau đó, ở vùng ngoại ô phía bắc của Chasuzha, một số vùng, khu mỏ và mỏ đá sẽ gây ra vấn đề. Việc phát triển một cuộc tấn công từ Krasnoy sẽ khó khăn hơn. Quân Nga sẽ phải đi qua vùng đất thấp. Lữ đoàn 47 Ukraine báo cáo tình hình khó khăn ở Adipska, Ukraine Star Pravda đưa tin, trưởng phòng quan hệ công chúng của Lữ đoàn 47 Dmitry Lazuskin cho biết, quân Nga không ngừng nỗ lực chiếm giữ nhà máy luyện than và hóa chất Adivska. Họ tấn công bằng các nhóm bộ binh nhỏ và có rất nhiều máy bay không người lái. Ông Lazuskin nói, tình hình vẫn vô cùng khó khăn, đối phương không ngừng tấn công, họ đang cố gắng chiếm nhà máy than và hóa chất Adivska. Theo ông, thành phố đã rung chuyển liên tục bởi các vụ nổ trong nhiều ngày liên tiếp. Nga tấn công, thả bom, KAB có những khoảng thời gian cứ sau 30 đến 40 phút thì lại có thứ gì đó bay vào Adoska và xung quanh thành phố, bao gồm cả khu vực Kosokim. Sĩ quan Lazuskin báo cáo rằng có không ít quân nhân Nga gần Adoska. Họ liên tục kéo đến từng đợt. Theo quy định, đây là những nhóm bộ binh nhỏ 10, 12, 15 người, đôi khi có xe tăng thiết giáp đi kèm. Họ có rất nhiều máy bay không người lái UAV. UAV có gắn máy chụp ảnh nhiệt chúng tôi cũng có, nhưng bây giờ sự chênh lệch về số lượng ngày một lớn, không có lợi cho chúng tôi. Ông nói thêm rằng tổn thất của quân Nga cao gấp nhiều so với tổn thất của quân Ukraine. Ông Zelensky, nhiệm vụ là ngăn chặn Nga, giành thế chủ động vào mùa đông. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu video vào buổi tối mùng 8 tháng 12, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã tổ chức cuộc họp thường kỳ của Bộ Tổng Tư lệnh, chỉ ra rằng nhiệm vụ chính của nhà nước là ngăn chặn quân Nga giành thế chủ động vào mùa đông. Ông nói, Tôi cảm ơn tất cả các chiến sĩ và chỉ huy vì sự kiên định và lòng dũng cảm của họ. Nhiệm vụ của nhà nước chúng ta, ngay cả bây giờ, trong mùa đông, dù khó khăn đến đâu, là thể hiện sức mạnh và không để Nga giành thế chủ động, không để họ giành được chỗ đứng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công Adiska và năm hướng khác. Ukrainska Vrabda đưa tin, báo cáo buổi tối ngày 8 tháng 12 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook cho biết, trong 24 giờ qua đã có 77 vụ đụng độ. Quân Nga cố gắng tấn công 6 hướng, số lượng tấn công lớn nhất được quan sát là hướng Adipska. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình hoạt động ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Trên hướng Kupyan, Ukraine đã đẩy lùi 9 đợt tấn công của đối phương tại khu vực Sinskoka và Ivanovska thuộc vùng Kharkov. Theo hướng Liman, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Những người đang cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi phòng tuyến ở khu vực Spini, của vùng Donetsk. Trên hướng Bắc Mớt, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 10 đợt tấn công của đối phương tại các vùng Bodanovka, Ivanovsky, Kalesivska và Andivka của vùng Donetsk. Theo hướng Andivska, Ukraine đã đẩy lùi 32 đợt tấn công của Nga ở các khu vực phía đông Novobak, Mostovka, Stepnoy, Abdivska, Tonetsky, Pevomaisky, vùng Donetsk, nơi đối phương với sự hỗ trợ của không quân đã cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine nhưng không thành công. Theo hướng Mariska, lực lượng phòng thủ tiếp tục ngăn chặn đối phương tại các khu vực Krasnohorivka, Mariska, Popeda và Novo Mikhailovska, nơi Nga đã thực hiện 20 đợt tấn công bất thành vào các vị trí của quân phòng thủ của chúng ta. Trên hướng Zaporizhia, Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía tây Vobov. Lực lượng phòng thủ tiếp tục giữ các vị trí ở tả ngạn vùng Dnipro, Kherson. Họ tiếp tục bắn pháo vào đối phương. Các đơn vị của lực lượng tên lửa đã đánh bại 3 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, khí tài và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Nhà Trắng, nếu ngừng hỗ trợ Ukraine, Mỹ sẽ phải trả giá bằng máu của chính mình. Ukraine Pravda đưa tin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông George Kirby nói rằng, nếu Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine và Nga tiến đến biên giới NATO, chúng ta có thể sẽ phải bắt đầu hành động theo điều 5 của NATO và phải trả giá bằng máu của người Mỹ. Ông Kirby lưu ý, Tổng thống Nga Putin muốn Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine, đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho Nga. Theo ông Kirby, nếu Tổng thống Putin giành thắng lợi ở Ukraine, ông sẽ đứng trước cửa NATO. Và như tôi đã nói, nếu bạn nghĩ cái giá phải trả cho việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là cao, hãy nghĩ xem nó sẽ phải trả giá cao bao nhiêu trong kho báu quốc gia và dòng máu của người Mỹ nếu chúng ta phải bắt đầu hành động phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo điều năm. Đức bàn giao lô viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine Kiev Independent đưa tin Đức đã bàn giao lô viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine vào ngày 8 tháng 12, chính phủ Đức cho biết. Các mặt hàng được chuyển giao bao gồm 11 UAV chính sát, 6 xe bảo vệ biên giới, 8 xe tải Việt xã, Zetros, 100.000 bộ dụng cụ sơ cứu và các vật liệu y tế khác, 33 súng phóng lựu tự động GMG và đạn pháo 155 ly bổ sung. Đợt giao hàng trước đó bao gồm xe cộ, hệ thống phát hiện UAV, đạn dược và các thiết bị khác. Ông Zelensky, nhu cầu phòng không của Kiev rất cấp thiết. Cơ điền đưa tin Tổng thống Ukraine cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Estonia Kaja Kalas, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc EU duy trì hỗ trợ chính trị và tài chính cho Ukraine, cũng như sự đoàn kết của EU trước các quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh, Hội đồng châu Âu. Dự kiến sẽ bao gồm đàm phán gia nhập và cung cấp hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro, ông nói thêm. Về phần mình, Ukraine đang thực hiện mọi nghĩa vụ của mình đối với EU. Kiev kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng sau vụ tấn công nhà máy điện. Guardian đưa tin, Ukraine đã yêu cầu người dân tiết kiệm năng lượng sau khi một nhà máy điện gần tiền tuyến bị trúng đạn pháo. Đây là cảnh báo đầu tiên như vậy vào mùa đông năm nay. Chiều nay, đối phương đã tấn công một nhà máy nhiệt điện ở khu vực tiền tuyến. Bộ Năng lượng cho biết hôm 7 tháng 12 rằng thiết bị đã bị hư hỏng nghiêm trọng do bị pháo kích. Bộ không cho biết nhà máy nào bị ảnh hưởng, nhưng cho biết hai tổ máy phát điện của họ đã ngừng hoạt động dẫn đến lưới điện thiếu điện tạm thời ông nói bộ năng lượng kêu gọi người tiêu dùng hỗ trợ các kỹ sư điện bằng cách tiêu thụ điện hợp lý và tiết kiệm đặc biệt là trong giờ cao điểm